Những năm qua, tiểu đội dân quân thường trực xã Gia Bản Nôn luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tiểu đội là một điển hình trong công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, chi ủy chi bộ đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã lựa chọn những thanh niên có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ để đưa vào lực lượng và tạo nguồn kết nạp đảng. Hiện nay, chi bộ quân sự xã Gia Bản Nôn có 15 đảng viên, trong đó chủ yếu là lực lượng dân quân thường trực. Sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy quân sự huyện Đức Cơ cũng như Đảng ủy xã Gia Bản Nôn về công tác xây dựng lực lượng dân quân, đặc biệt chú trọng về công tác chính trị là kết nạp đảng viên, từ đó chi bộ quân sự đã xây dựng các kế hoạch và tuyển chọn tạo nguồn ngay từ lúc vào, là đặc biệt là các lực lượng dân quân năm thứ nhất và các đồng chí là bộ đội đã xuất ngũ có nguyện vọng tham gia dân quân để lấy nguồn kết nạp đảng viên. Và sau khi các đồng chí đã được kết nạp và tạo nguồn thì chúng tôi đã phân công đảng viên có tinh thần trách nhiệm theo dõi kèm cặp các quần chúng này và sẵn sàng cử đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức của đảng do trung tâm huyện Đức Cơ mở, và sau đó về thì tiếp tục theo dõi và làm hồ sơ để kết nạp. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiểu đội dân quân thường trực xã Gia Bản Nôn cũng là một điển hình trong phong trào tăng gia sản xuất, thực hiện mô hình quanh bếp quanh vườn. Mặc dù mới được thiết kế cải tạo cách đây chưa lâu, nhưng khu tăng gia sản xuất của tiểu đội được bố trí khoa học bài bản với vườn rau xanh và chuồng trại nuôi gà nuôi heo. Vào những buổi sinh hoạt chung, ngoài lực lượng dân quân thường trực, các chiến sĩ nữ dân quân cũng tích cực tăng gia sản xuất để thắt chặt thêm tình đoàn kết và có nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày. Công tác tăng gia sản xuất quanh bếp quanh vườn để đảm bảo bữa ăn hàng ngày luôn được chi ủy chi bộ và ban chỉ huy quân sự quan tâm. Vì vậy, trong hàng tháng sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo ban huy chỉ đạo tiểu đội dân quân trực xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là khu tăng gia vườn rau chuyên canh và khu chăn nuôi để hàng ngày có những khoảnh đất và có những khu đất trống để chăn nuôi và trồng rau đưa vào bữa ăn hàng ngày cho tiểu đội dân quân trực. Đặc biệt trong các đợt trực lễ cao điểm thì điều động lực lượng cơ động lên thực hiện nhiệm vụ, và tại chỗ thì tiểu ban chỉ huy cũng tăng cường lực lượng này phụ giúp với tiểu đội dân quân trực để tăng gia sản xuất để đưa vào bữa ăn của tiểu đội dân quân tốt hơn, và đặc biệt cho lực lượng trực cũng có cải thiện đời sống trong bữa ăn. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ngoài các giờ huấn luyện, học tập, các chiến sĩ sao vuông cũng luôn tích cực tăng gia sản xuất vào giờ thứ 8 để có thực phẩm sạch, cải thiện bữa ăn. Đây cũng là thời gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe và chia sẻ những câu chuyện thân tình, gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa đồng chí, đồng đội. Là cương vị tiểu đội trưởng, vào buổi chiều hàng ngày, tôi thường xuyên phân công các anh em, đồng chí, người thì tưới rau, người nhổ cỏ, người tăng gia sản xuất, chăn nuôi, để góp phần vào bữa ăn hàng ngày của tiểu đội dân quân thường trực. Mới đây, mô hình tăng gia sản xuất của tiểu đội dân quân thường trực xã Gia Bản Nôn đã đạt giải nhất trong hội thi mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của tiểu đội dân quân thường trực tỉnh Gia Lai năm 2023. Để duy trì mô hình này, cán bộ chiến sĩ trong tiểu đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm gắn với công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị tăng gia sản xuất giỏi.